Thời đại ngày nay, các thủ môn không được phép trấn thủ ở trong khung thành như trước. Họ phải có óc quan sát, nhận định tình hình và biết khi nào thì nguy hiểm cận kề để lao ra phá bóng. Đây có thể xem là khái niệm thủ môn quét mà Manuel Neuer, người gác đền huyền thoại của Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức đã đưa nó lên tầm cao nhất. Mặc dù vậy, không phải lúc nào những lần lên phá bóng cũng suôn sẻ. Do luật quy định rằng ra khỏi vòng 16m50, quyền lực tối thượng được dùng tay bắt bóng của các thủ môn đã mất hiệu lực. Thế nên, họ buộc phải dùng chân cản phá. Và đôi khi, những tình huống như thế sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, bởi không ít trường hợp, bóng vô tình rơi vào chân cầu thủ đối phương. Rạng sáng nay, thủ môn Paulo Victor của câu lạc bộ Al Ahly đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười như thế. Nhưng hãy lấy đó làm vinh dự, bởi anh đã trở thành nạn nhân của một siêu phẩm khiến quỷ khóc thần sầu. Và bạn đoán ra chủ nhân của bàn thắng ấy là ai chứ? Phải rồi, chính là Cristiano Ronaldo. Anh lại bổ sung vào kho tàng những bàn thắng từ rất xa của mình một báu vật. Nhưng đây chắc chắn là bàn thắng ngoạn mục nhất, bởi nó khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Tại sao lại nói như vậy? Bởi đó không phải là một cú sút nạp cầu bồn. Thường thì Ronaldo sẽ xé lưới đối phương ở khoảng cách xa bằng thứ vũ khí này. Nhưng hôm nay, anh đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ phải trầm trồ thán phục. Còn với những người yêu Ronaldo, đây là món quà cuối tuần tuyệt vời nhất, khiến chúng ta phải xem đi xem lại không biết chán, để rồi tự hỏi, làm sao mà lão tướng 38 tuổi lại có thể tạo nên khoảnh khắc ngoạn mục đến vậy? Phút thứ 80, khi tỷ số đang là 2-0, thủ môn của Al Ahly, Paulo Victor, lao ra ngoài vòng cấm để cản phá đợt tấn công của Anas. Xui cho anh, cú tắc bóng chuẩn mực lại đưa bóng đến đúng vị trí của gã sát thủ lành nghề nhất trên sân. Tất cả tin chắc Ronaldo sẽ đá quả bóng càng nét đèn đẹp. Nhưng không, máu nghệ sĩ tưởng chừng đã ngủ quên để thay bằng sự lạnh lùng và hiệu quả bỗng dừng trỗi dậy. Ronaldo thực hiện một kỹ thuật sút bóng gọi là talon từ khoảng cách 30m cực kỳ quyết đoán. Nhưng anh sút bóng lên độ cao rất lớn. Cổ động viên nhìn theo và tin chắc rằng không thể vào lưới. Vậy mà chuyện quái gì thế này? Bóng đột ngột trút xuống như một quả bom được ném từ trên không để hủy diệt hoàn toàn ý chí của câu lạc bộ Al Ahly. Một bàn thắng quá ấn tượng, quá khó tin. Phải nói rằng, ai xem trực tiếp siêu phẩm này thực sự may mắn vì sẽ còn rất lâu nữa mới có người tái hiện được. Ronaldo không siêu như thường lệ, anh ôm chầm lấy người đồng đội và cùng nhau chạy ra đường biên để ăn mừng siêu phẩm đáng nhớ. Còn các cổ động viên Anas thì còn biết làm gì ngoài hô tên CR7 và vỗ tay gào thét đây. Họ cảm ơn anh vì đã mang đến những phút giây tráng lệ tới như vậy. Các tờ báo không ngừng đưa tin về siêu phẩm này. Từ Tây Ban Nha, tờ Marca gọi đây là điều phi lý. Trang Gôn khẳng định đây là bàn thắng có 1-0-2, còn Global của Bồ Đào Nha thì dùng một từ cực đắt, diễm lệ. Thực ra mới chỉ vài phút trước đó, Ronaldo đã bị từ chối một cú lụp bóng cũng rất đẹp mắt khác. Tiếc là anh rơi vào tư thế việt vị. Đúng là số phận đã công bằng khi trả lại cho Ronaldo một siêu phẩm còn đẹp hơn thế rất nhiều. Nhưng Ronaldo không chỉ có bàn thắng này để ăn mừng trước Al Ahly. Anh cũng là chủ nhân của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Và quả thực, đây cũng là pha lập công cực kỳ đẳng cấp. Bắt nguồn từ quả tạt của Alex Telles bên cánh trái, khung thành của Al Ahly rơi vào hỗn loạn. Cú đá bóng của thủ môn Victor rơi đúng vào tầm hoạt động của CR7 đang đứng. Ban đầu, anh định vô lê ngay khi có bóng trên không. Nhưng rồi bản năng của một tiền đạo sát thủ khiến Ronaldo đủ bình tĩnh để không sút vội vàng. Anh thực hiện động tác giả khiến thủ môn đối phương giật mình, đến khi bóng rơi xuống mới là sát chiêu thực sự. Lần này thì cú nã đại bác cực mạnh đưa bóng găm vào góc lưới, không cho hàng thủ của Al Ahly bất cứ cơ hội nào để ngăn chặn. Ronaldo quả thật đã khẳng định đanh thép khả năng sát thủ săn bàn số 1 của anh trong làng tu cầu giáo vẫn chưa hề mai một, dù đã gần bước sang tuổi 39. Sau trận, huấn luyện viên trưởng của Anas, Luis Castro, cũng đã không giấu nổi sự bình tĩnh thường thấy của ông khi trả lời phỏng vấn với cú đúp mà CR7 ghi được. Chúng tôi có Ronaldo, cậu ấy là số 1 thế giới cho đến lúc này. Hai bàn thắng đó thật tuyệt, Ronaldo là giỏi nhất. Bạn sẽ không cần làm gì quá nhiều nếu có Ronaldo trong đội hình. Tôi khá chắc chắn về điều đó, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Những lời khen không ngớt và cảm xúc thăng hoa của Luis Castro khiến cho các khán giả Ả Rập Saudi có phần ngỡ ngàng. Bởi trong lịch sử giải đấu, họ chưa từng chứng kiến một cặp thầy trò nào lại dành sự ủng hộ đối với nhau tuyệt đối đến vậy. Và Ronaldo thì vẫn cứ chói sáng đến khó tin khi sắp bước sang tuổi 39. Cú đúp của Ronaldo giúp Anas thắng trận thứ 5 liên tiếp tại Saudi Pro League, đồng thời cũng là trận bất bại thứ 19 của thầy trò huấn luyện viên Luis Castro. Cá nhân Ronaldo cũng đã ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở các giải vô địch quốc gia. Anh đã ghi tổng cộng 527 bàn thắng, phá kỷ lục của huyền thoại Josep Bican với 526 bàn.
Thành tích của CR7 gồm 311 bàn trong áo của Real Madrid tại La Liga, 103 bàn cho Man United tại Premier League, 81 bàn cho Juventus tại Serie A, 3 bàn tại Sporting Lisbon tại giải đấu Bồ Đào Nha và giờ là 29 bàn cho Al Nassr tại Saudi Pro League. Nếu một cầu thủ đều đặn ghi bàn trong 20 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp, anh ta vẫn sẽ kém 27 bàn so với Ronaldo. Đây cũng là lần thứ 867 Ronaldo sẽ lưới đối thủ trong sự nghiệp. Với phong độ hiện tại, Ronaldo có quyền nghĩ đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn đập tan mọi chỉ trích bằng màn trình diễn siêu hạng. Tính riêng trong năm 2023, Ronaldo đã góp công vào 61 bàn thắng, 48 bàn, 13 kiến tạo. Trong khi đó, Lionel Messi đã khép lại năm 2023 với 29 bàn, 12 kiến tạo sau 45 trận. 3 điểm trước Al Ahly giúp Al Nassr tạm thu hẹp khoảng cách với Al Hilal xuống còn 1 điểm, 34 so với 35, nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 2 tháng 12, Al Nassr và Al Hilal sẽ chạm trán. Ronaldo cùng đồng đội phải thắng mới hy vọng chiếm ngôi đầu của đối thủ cùng thành phố. Al Nassr sẽ chơi trận đấu cuối trong năm 2023 vào ngày 31 tháng 12. Sau đó, Ronaldo cùng đồng đội sẽ bước vào quãng nghỉ kéo dài hơn một tháng để nhường chỗ cho Asian Cup. Ngày 16 tháng 2 năm 2024, Al Nassr sẽ trở lại đối đầu với Al Fateh. Bên cạnh đó, CR7 cũng đang hướng đến một danh hiệu cá nhân cao quý ở Ả Rập. Theo bình luận trên trang web globesoccer.com, tính đến sáng 23 tháng 11, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua giành giải Globe Soccer Award, giải thưởng bóng đá toàn cầu, hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới. Đây là giải thưởng được người hâm mộ thế giới gọi vui là quả bóng vàng Dubai để so sánh với quả bóng vàng do tạp chí France Football tổ chức bầu chọn. CR7 đang sở hữu đến 48,8% phiếu bầu, gấp 5 lần so với ngôi sao vừa giành quả bóng vàng 2023, Lionel Messi, 10,04%. Mohamed Salah là người có số phiếu bầu đứng thứ hai, nhưng cũng chỉ có 17%. Erling Haaland, Trần Xuân giành quân bà danh hiệu cùng Man City, chỉ nhận 4,3% phiếu bầu. Kylian Mbappe từng giành giải thưởng này năm 2021, chỉ nhận 1,1% phiếu bầu. Karim Benzema, đương kim của bóng vàng Dubai, có tỷ lệ phiếu bầu là 2,7%. Kể từ khi giải thưởng này được thành lập vào năm 2011, Ronaldo là ngôi sao sở hữu nhiều quả bóng vàng Dubai nhất với 6 lần được vinh danh. 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Trong khi đó, số lần nhận giải thưởng của Lionel Messi là 1 lần, 2015. Ronaldo nhiều khả năng sẽ có lần giành giải đầu tiên kể từ năm 2019. Đồng thời, trở thành cầu thủ đầu tiên không thi đấu tại châu Âu nhận giải thưởng này.